không chỉ là một thiên đường du lịch biển, Nha Trang còn là thiên đường nghỉ dưỡng với vô vàn sự lựa chọn dành cho du khách. Nếu bạn mong muốn tìm một nơi lưu trú gần trung tâm, thuận tiện đi lại với dịch vụ đa dạng, phong phú, thì Marble Hotel and Apartment là một lựa chọn tuyệt vời và phù hợp nhất cho việc tận hưởng một kỳ du lịch đầy ấn tượng và đáng nhớ. Nằm ở đường Tôn Đảng, một trong những con phố trung tâm của thành phố Nha Trang, khách sạn và căn hộ Marble tiêu chuẩn 4 sao với kiến trúc thiết kế đẳng cấp, vị thế đắc địa cùng những tiện ích nổi bật mang lại giá trị sống và nghỉ dưỡng đáng giá. Sở hữu vị trí dễ di chuyển, chỉ mất 2 phút đi bộ, du khách sẽ đến được khu bãi biển riêng của khách sạn để chìm đắm bởi vẻ đẹp tự nhiên của Nha Trang với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Từ đây, có thể di chuyển rất gần đến nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Tháp Trầm Hương, Tháp Bà Ponaga, khu trung tâm mua sắm, Tắm Bùng, Cảng Vinpearl. Với mục tiêu mang lại một cảm giác tận hưởng như ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa, Marble Hotel and Apartment với những thiết kế cao cấp, vô cùng độc đáo và hiện đại, bao gồm 76 phòng khách sạn và 45 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ. Mọi căn hộ trong khách sạn đều có cửa sổ lớn đón ánh sáng và nắng gió tự nhiên. Tất cả nội thất trong phòng được bố trí hợp lý với nhiều tiện ích cao cấp. Các thiết bị đa dạng có sẵn như bếp nấu, lò vi sóng, các vật dụng nhà bếp, máy giặt. Đến đây, khách lưu trú có thể sinh hoạt, nấu ăn như đang ở chính trong căn nhà của mình. Hotel and Apartment còn có các hoạt động thể dục thể thao khác như phòng tập gym, phòng xông hơi thư giãn, phục vụ mọi nhu cầu của khách lưu trú 24/24. Từ tầng 26 của Marble Hotel and Apartment có thể bao quát toàn bộ trung tâm Nha Trang nghe tiếng thở của sóng, của gió để cảm nhận một thiên đường của thành phố biển nằm ở trên cao.